Thưa quý vị, tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa 10, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tân Trụ có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tân Phước Tây. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đặc biệt quan tâm tình trạng sạt lún đê bao giang sông Dàm Cỏ Đông, việc tổ chức thi công quốc lộ 50B, sớm nâng cấp mở rộng hương lộ Bần Cao, một số khu vực lưới điện chưa đảm bảo an toàn trong mùa mưa, điện yếu không đảm bảo phục vụ sinh hoạt. Trên lĩnh vực an ninh trật tự, cử tri ý kiến ngành công an cần quyết liệt xử lý tình trạng tín dụng đen, tình trạng lừa bán người qua biên giới. Đồng thời, cử tri cũng ý kiến về chế độ chính sách người có công, quy hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tình trạng ô nhiễm môi trường trong nuôi tôm. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Đức Huệ có buổi tiếp xúc với bà con cử tri hai xã Bình Hòa Hưng và Mỹ Bình. Theo đó, bà con cử tri có nhiều ý kiến kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như lượng điện tiêu thụ tăng cao trong hơn 2 tháng nay, kế hoạch lắp hệ thống điện cho nhà dân cư liền kề chốt dân quân, đồng thời mong muốn nhà nước có kế hoạch mở rộng đường tỉnh 839. Liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhiều cử tri của hai xã cũng có nhiều ý kiến trong việc cho chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang đất nông nghiệp để phát triển kinh tế. Dùng Đức Huệ trước đây là dùng quan quá là nhiều, đất tràm là nhiều, đất tràm rồi giờ là đất không bằng thẳng, nhất là những cái ta loại những cái gò như đây gò ốp rồi gò rồi dẫm bản rồi dùng dinh rồi cái mà thì bây giờ là ta chuyển cây tràm cũng không được rồi, bây giờ cây tràm không còn giá trị nữa. Cho nên người ta là coi như muốn để sang lắp mặt bằng cho bằng thẳng. Ví dụ trong cái miếng đất đó là 5 mẫu, nhưng mà có một mẫu nằm gò tuốt ở trên đó, còn có 4 mẫu kia là chạy thiết lúa được. Thì ta đề nghị sang lắp cái mặt bằng này cho bằng 4 miếng mẫu kia để ta sản xuất đất nông nghiệp. Đó, thì tôi đề nghị rằng lãnh đạo của huyện nên xem xét những vấn đề đó mà chúng ta có cái chỉ đạo. Lãnh đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương cũng đã giải trình thỏa đáng một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa 10, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Bến Lức khóa 12 có cuộc tiếp xúc cử tri xã Phước Lợi. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị quan tâm giải quyết các chế độ cho đối tượng dân công quả tuyến, đề xuất ngành điện quan tâm giải quyết tình trạng quá tải điện khu vực cầu Bà Đắc, mở rộng đường Phước Lợi, Phước Lý cũ. Cử tri đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ cho những trường hợp tái định cư trong khu dân cư Gò Đen, đề nghị hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, hệ thống xử lý nước thải, chất thải đúng theo quy hoạch. Ngoài ra, cử tri cũng có ý kiến đề nghị các cấp các ngành quan tâm hoàn chỉnh hệ thống thoát nước trên tuyến tỉnh lộ 835. Đề nghị xem xét việc đổi mới giáo dục, nhất là việc thay sách giáo khoa đối với các cấp học sao cho hiệu quả và tiết kiệm. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An có buổi tiếp xúc với gần 120 cử tri xã Long Trạch và xã Long Khê, huyện Cần Đước. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị một số vấn đề như cần tăng cường đảm bảo an ninh trật tự ở các khu vực nhà trọ, quan tâm nâng cấp sửa chữa đường tỉnh 835 và đường tỉnh 826, tình trạng quy hoạch treo gây khó khăn cho người dân trong việc tách thửa chuyển mục đích sử dụng đất, người dân mua bảo hiểm y tế nhưng không được cấp thẻ ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh, cần mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi của người dân, tình trạng cò ở một số bệnh viện lớn, sách giáo khoa thay đổi liên tục gây lãng phí trong nhân dân.